Tuy nhiên những cái lối đi sau nhà ở The Campus sẽ vô cùng là đặc biệt ở chỗ là ở những cái con đường 6 mét sau nhà này, chủ đầu tư đều vẽ nhiều những cái trò chơi dân gian ở đây, mục đích là để cho trẻ em chỉ cần bước ra phía sau nhà một cái là gặp nhau, là gặp trò chơi là chơi luôn. Hắn kích thích cái sự vận động cho trẻ em và kích thích trẻ em là có cái để vui chơi với nhau á. Bởi vì là bản thân campus nó sẽ là cái concept của The Campus á, hắn sẽ là nhà, là ngôi trường của con. Tức là nhà chính là cái nơi mà con học tập, không phải là nơi mà bắt con ngồi học ở bàn ở ghế bắt con ngồi học kiểu vậy, mà học một cách rất là nhẹ nhàng, hồn nhiên thông qua những cái trò chơi với bạn bè kiểu vậy. Và đấy là những cái điểm tụ tập của bọn nít và cũng là điểm tụ tập của người lớn luôn. Tức là kể cả cư dân người lớn cũng có thể là chơi trò chơi đấy, hoặc là ngồi ngắm nhìn con cái, bọn trẻ con chơi, thì cái đấy là cái mà sẽ là tăng tính kết nối cộng đồng. Khu đô thị mà dành cho những người có tài chính rất là lớn, nhưng mà người ta vẫn gọi là làng Eco Park, bởi vì là nó có những cái điều rất là dễ thương và rất là yên bình kiểu vậy. Đối với dự án Eco Central Park thì hiện nay chủ đầu tư đã ra hàng 3 phần khu chính là The Garden 1-2, The Plaza và The Campus. Ngoài ra thì còn có tàu tài chung cư Central Park Residence nữa. Thì đây là cái thời điểm mà khách hàng đang quan tâm rất nhiều về cái phân khu The Campus khi mà hắn là cái phân khu mới ra. Thì cho nên là hôm nay em sẽ làm video này để chia sẻ lại thông tin toàn bộ, tất tần tật các thông tin liên quan đến The Campus, để cho khách hàng mà có nhu cầu tìm hiểu mua để ở hay là để đầu tư thì mọi người sẽ có một cái bức tranh tổng quát hơn khi mà đứng giữa một cái dự án Eco Central Park với quy mô rất là lớn và quá nhiều loại hình sản phẩm và quá nhiều thông tin, thì mọi người rất là khó để mà tự tìm hiểu. Thì cho nên em muốn làm video này. Thì trong những cái phân khu mà chủ đầu tư đã ra hàng thì The Campus là một cái phân khu mà em cực kỳ ấn tượng. Em cực kỳ ấn tượng luôn, bởi vì đối với em thì em thấy là cái phân khu The Campus nó đang có một cái vị trí quá là đẹp. Khi mà thứ nhất là hắn nằm ở cái vị trí là điểm đầu của dự án. Khi mà khách hàng đi từ trung tâm thành phố Vinh theo đường Nguyễn Sĩ Sách ra dự án thì hắn là điểm đầu của dự án. Và cái thứ hai, nếu mà nói về cái mặt là cái công năng sử dụng á, thì là The Campus là một cái sản phẩm mà vừa đáp ứng được giá trị sống, vừa đáp ứng được giá trị kinh doanh và đầu tư rất tốt. Đặc biệt là nếu mà xét về cái tính kinh doanh thương mại thì The Campus đang có tính kinh doanh thương mại rất là tốt, bởi vì cái vị trí của nó nằm ở dưới chân tòa chung cư. Dưới chân tòa chung cư là một cái giá trị cực kỳ lớn mà em sẽ chia sẻ nhiều hơn. Chia sẻ nhiều hơn ở những chi tiết phía sau. Thì đấy là nôm na những cái về The Campus. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ luôn về thông tin tổng quan. Đầu tiên này mọi người sẽ nắm bắt. Đầu tiên là vị trí của The Campus này. Vị trí của The Campus thì nhìn ở trên mặt bằng thì mọi người sẽ nhìn thấy này. Một đó là The Campus nằm trên đại lộ Nguyễn Sĩ Sách, mở rộng 70m, giao với cái trục đại lộ Âu Cơ của dự án 34m, và nằm ngay dưới chân tòa chung cư Central Park Garden. Thì cái vị trí này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là như em nói thì đây là cái vị trí mặt tiền của dự án. Nếu mà khách trung tâm thành phố Vinh đi ra dự án thì là The Campus là điểm gần nhất. Và mọi người bây giờ đường Nguyễn Sĩ Sách đã thông rồi, nên đa phần mọi người sẽ đi đường Nguyễn Sĩ Sách hết cho nó gần. Và đến một cái là mọi người nhìn thấy campus, mọi người rẽ vào campus luôn. Nó rất là thuận tiện cho mọi người đi lại. Cho nên là The Campus sẽ đón được cái lượng khách hàng đi từ trung tâm thành phố Vinh tới dự án. Cái thứ hai nữa là vị trí của The Campus là nằm ngay dưới chân tòa chung cư Central Park Residence này này. Bởi vì bản thân á, là thực ra cái vị trí mà kinh doanh tốt nhất sẽ là cái vị trí dưới chân tòa chung cư, bởi vì là bản thân The Campus sẽ đón được một cái lượng khách hàng cực kỳ lớn là cư dân của tòa chung cư xuống sử dụng dịch vụ tiêu dùng hàng ngày hàng giờ. Mọi người ở cư dân, mọi người sẽ không đi đâu xa cả, mà mọi người sẽ tụt xuống ngay xuống chân tòa nhà để sử dụng dịch vụ. Thì cái thứ ba nữa là The Campus sẽ nằm này ở trong một cụm tiện ích rất lớn. Một là ngay ở chân chung cư này, gần với cái quảng trường trung tâm dưới chân chung cư này, có luôn một cái công viên Campus Park để cho trẻ em ở Eco Central Park hay là trẻ em đến chơi Eco có một cái không gian để vui chơi học tập ở đây, nằm ngay bên cạnh trường học và nằm gần với cái trung tâm thương mại nữa. Cho nên là đây sẽ là tạo thành một cái cụm mà gọi là cụm thương mại rất là sầm uất ở đây. Khi mà mọi người muốn mua sắm tiêu dùng, mọi người đi về hướng The Campus thì sẽ có đầy đủ tất cả những cái dịch vụ mọi người cần, đúng không? Hàng ngày hàng giờ luôn, bởi vì cư dân sinh sống đây hàng ngày hàng giờ, cho nên là cái tiện ích sẽ luôn luôn có hàng ngày hàng giờ để phục vụ cư dân, và nó sẽ đa dạng sự lựa chọn nhất cho mọi người, đúng không? Từ em bé cho đến bố mẹ đến ông bà, hoặc là từ những cái bình dân đơn giản đến những cái cao cấp hơn, nó sẽ có hết, hiện hữu hết ở đây, thì nó sẽ dễ cho người ta lựa chọn. Và cái thứ ba nữa là
cái phân khu The Campus này, bởi vì cái vị trí nó như vậy, lại dưới chân tòa nhà, bây giờ mọi người sẽ hay nhìn thấy cái xu hướng là chụp ảnh check in, chụp ảnh check in ở dưới những cái con ngõ mà nhìn thấy dựng đứng là một cái tòa nhà, đúng không ạ? Thì ở đây cũng vậy, những cái vị trí của The Campus là vị trí mà chủ đầu tư sẽ trồng rất nhiều cây. Một là vì cái vị trí dưới chân tòa chung cư hút gió và kết hợp với cây nữa sẽ rất là mát và che chắn nắng cho các con phố luôn. Và cái thứ hai nữa là ở đây ngoài cây xoài ra thì chủ đầu tư sẽ trồng cả cây bằng lăng này, cây phượng này và những cái cây giáng hương, là những cái cây mà gọi là ngoài cái việc là tạo bóng mát, tạo màu xanh thì hắn sẽ là những cái cây mà có cái tính trình diễn, sẽ là những cái nơi mà thu hút người đến, thu hút du lịch ấy. Tức là bây giờ mọi người sẽ nhìn thấy là tháng 5 là mùa bằng lăng, đúng không? Khắp nơi check in một cây bằng lăng, đúng không? Thì đây cũng vậy, sẽ là tạo điểm đến check in, bởi vì Eco Central Park sẽ là một điểm đến du lịch nữa. Cho nên là có cái sự khéo léo của chủ đầu tư là như vậy. Và sau này ở đây sẽ có những cái cung đường màu tím này, những cung đường màu đỏ có hoa phượng này, và những cái cung đường mà hoa vàng trên cỏ xanh. Khi mà cái hoa của giáng hương rơi xuống lòng đường ấy, thì đây là những cái giá trị về vị trí của The Campus.